Thấy trên giường cứ có thứ gì đó đang động đậy, đợi đến khi bà ngoại ra khỏi phòng, Tam Kazuya lại bắt đầu nghĩ linh tinh, vừa định động tay động chân. Quy chuyện gì vậy trời, tiếng hét lớn của hai người khiến cho bà nội bên cạnh phải sang xem thử. Trước cái tình hình xấu hổ này, Kazuya định sẽ nói thật hết mọi chuyện cho bà nội nghe. Nào ngờ vừa định nói, em gái kia vội vàng chạy đến cất lời. Và thế là, hai bà cụ từ bạn thân thành thông gia của nhau. Chizuru cảnh cáo Kazuya, chuyện của cô anh không được nói với hai bà cụ, còn hy vọng anh sẽ sớm nói với họ về chuyện hai người sẽ chia tay. Nhìn hình ảnh Chizuru rời đi, Kazuya thở dài bất lực, tự hứa sẽ không bao giờ thuê bạn gái nữa. Hôm đó, vừa đi đến trường học, Kazuya liền nhìn thấy bạn gái cũ Mami đang vui vẻ bên bạn trai mới. Đám bạn đột nhiên đi đến làm anh giật mình rơi cả sách. Một cô bé mắt kính đi đến nhặt quyển sách giúp anh. Thật không thể tin được cô gái này lại là cô gái vô cùng xinh đẹp anh thuê hôm qua. Thật đúng là trùng hợp mà, tối đó ra ngoài vứt rác, lại trùng hợp thấy cô thêm lần nữa. Hai người họ không chỉ là cùng trường, mà còn là hàng xóm của nhau. Hôm đó bọn họ có cuộc họp lớp, bé tóc vàng này chính là bạn gái cũ của Kazuya. Nhưng khi nhìn thấy anh có bạn gái mới, Mami lại có vẻ bực tức ghen sao. Nhân lúc Kazuya đi vào trong nhà vệ sinh, cô bắt đầu giở thủ đoạn với Chizuru, nói với cô về lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, lần đầu hôn nhau, còn những lần đi ăn đêm ở các quán nhậu. Sau đó còn nói Kazuya không kể có tí kinh nghiệm nào cả. Mami liên mồm nói toàn những lời vô cùng nhạy cảm, khiến cho cả bữa tiệc đột nhiên trở lên vô cùng ngại ngùng. Thấy Kazuya bị coi thường như vậy, Chizuru đứng dậy đập bàn mắng cho Mami một trận. Còn Kazuya bị người ta nói như vậy, cúi gằm mặt không nói một lời nào. Bé trà xanh thấy vậy ra vẻ xin lỗi. Chizuru thấy Kazuya không có vẻ gì là muốn mắng cô ta, vô cùng tức giận, đập bàn rời đi. Trà xanh cũng nhân cơ hội đó cùng Kazuya ra ngoài, phát hiện anh ta hình như vẫn còn tình cảm với mình. Trà xanh lại bắt đầu thảo mai, dùng hết kỹ năng trà xanh nói xấu Chizuru. Nhưng vừa nghe thấy Mami nói xấu Chizuru, Kazuya vô cùng tức giận, anh lấy hết dũng khí từ chối lời mời chào của Mami, sau đó chạy đi tìm Chizuru xin lỗi. Lúc này anh mới nhận ra, hình như mình bắt đầu có tình cảm với Chizuru thì phải. Lẽ nào thực sự là như vậy sao? Tập này tạm thời đến đây thôi.